Năm người canh giữ tôn ngộ không ở ngũ hành sơn, họ là ai? Đại náo thiên cung, khuấy trời đạp nước. Phải đến Phật Tổ Như Lai mới khiến Tôn Ngộ không bị trấn áp 500 năm ở núi Ngũ Hành. Lúc đầu, Tôn Ngộ không sinh ra từ hòn đá. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của khỉ già, hắn đến chỗ của Bồ Đề Tổ Sư để học đạo và dạy được những phép thân thông vĩ đại. Nhưng về sau, Tôn Ngộ không bị Như Lai trấn áp 500 năm dưới núi Ngũ Hành vì làm náo loạn thiên cung. Trường hợp tôn ngộ không bị giam cầm, tại sao không ai dám đến thăm dù chỉ có một lá bùa chú có sáu chữ ấm mani bát mê hồng đặt trên đỉnh? Trên thực tế, đó là vì có năm người này đang bảo vệ nơi trấn áp tôn ngộ không. Sau khi tôn ngộ không hoàn thành việc tu luyện pháp thuật ở chỗ bồ đề tổ sư và trở về núi hoa quả, tề thiên đại thánh muốn tìm một vũ khí lợi hại. Lúc này, có người nói cho ngộ không biết, ở biển Đông Hải có một cây gậy như ý kim cô bổng. Vũ danh là Linh Dương Bổng, biệt danh là định hải thần châm thần thông cường đại. Vì vậy, Tôn Ngộ Không đã đến Thủy Cung ở Đông Hải, gây ra một vụ lộn xộn lớn và lấy được gậy như ý. Sau đó, Tôn Ngộ Không kêu hãnh tham dự bữa tiệc, tuổi thọ của Ngộ Không lúc này đã kết thúc vào linh hồn bị sứ giả âm phủ bắt đi. Nhưng Tôn Ngộ Không lại gây náo loạn địa phủ, xóa tất cả tên của những con khỉ ở núi hoa quả khỏi cuốn sổ sinh tử. Tôn Ngộ Không rất kiêu ngạo và độc đoán. Vì vậy Long Vương của Đông Hải và Diêm Vương đã đến gặp Ngọc Hoàng để kiện. Ngọc Hoàng biết rằng có một người siêu phàm như vậy trong thế giới phàm trần. Dưới sự gợi ý của các vị thần, ông đã thu nạp Tôn Ngộ Không và ban cho anh ta chức quan nhỏ hồng tránh hắn gây rắc rối. Nhưng ai biết rằng khi làm quan, Tôn Ngộ Không bị các vị thần bất tử khắp nơi trên thiên đình chế nhạo. Và điều quan trọng nhất là Tây Vương Mẫu không mời Ngộ Không đến dự tiệc bàn đào. Vì vậy Tôn Ngộ Không đã tới phá. Sau đó, hắn đến cung Thái Thượng lão quân An Kim Đan và bị nhốt trong lò bát quái, cuối cùng Ngộ Không thoát ra và làm đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng sợ đến mức phải chui xuống gầm và sai người mời Phật Như Lai đến giúp. Sau khi Như Lai đến, ngài đã đánh cược với Tôn Ngộ Không, cuối cùng Ngộ Không đã thất bại và bị Như Lai trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn. Vào thời điểm đó, khi Tôn Ngộ Không ở trong thế giới phàm trần và tiên giới, mặc dù Ngộ Không đã xúc phạm nhiều người, nhưng cũng kết bạn với nhiều người, chẳng hạn như Ngưu Ma Vương, người từng trở thành anh em kết nghĩa. Tuy nhiên, trong suốt 500 năm Tôn Ngộ không bị trấn áp, không một người bạn nào của Ngộ không đến thăm. Những người này có thực sự có tuyệt tình như vậy không? Kỳ thực không phải bằng hữu của Tôn Ngộ không không muốn đến thăm, mà là vì Như Lai phái năm người canh giữ Ngũ Hành Sơn. Vậy năm người phụ trách canh giữ Tôn Ngộ không là ai và họ có lai lịch thế nào? họ chính là năm thần hộ pháp của Phật giáo. Cả năm người này này đều có sức mạnh phi thường, lại sở hữu những pháp bảo có uy lực lớn. Vì vậy, những người anh em kết nghĩa trước đây của Tôn Ngộ không dù đều có tiếng tâm và pháp lực cao nhưng cũng không dám đến thăm. Tôn Ngộ không chỉ có thể một mình chịu đựng 500 năm cô độc, mãi đến khi đường tăng đi thỉnh kinh ở Tây Phương giải cứu thì hắn mới chính thức được giải thoát. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.